ta thật sự không thể tưởng tượng được. Người ăn mặc như thế này lại là con trai của ta. Bà muốn thấy bộ dạng lúc anh ta chết à? Con trai bà xem chút nữa đã tự vẫn rồi. À, ngài đã cứu mạng con của tôi sao? Con vô cùng cảm kích, quả thật là con rất đau lòng. Vì con bấy lâu nay đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào nơi Gia Sa. Thưa cha, con từng sống trong sự trống trải không mục tiêu. Cuộc sống của con không có chút ý nghĩa nào hết. Cuối cùng hôm nay con đã tìm được sự thật của sinh mạng. Hôm nay cậu ấy đã chặt đứt mối ràng buộc của sinh mạng, thoát ra khỏi sự hư ảo và dục vọng, làm lại cuộc đời mới. Cậu ta đã chọn cho mình lối đi trong cuộc sống, hiểu được những điều kỳ diệu của sinh mạng. Khi có trí tuệ rồi, cậu ta sẽ đạt được niềm an lạc chân thật, vượt ra ngoài nỗi vui buồn. Ông bà muốn con trai của mình có cuộc sống như thế nào? Bất cứ cuộc sống nào, chỉ cần nó có niềm vui. Sống một cuộc sống giúp nó tích cực tiến bộ. Thưa mẹ, thưa cha, niềm vui và tiến bộ của con chính là đi theo bước chân của thầy con. Xin cha mẹ cho phép con xuất gia. Có lẽ đây chính là oan nghiệt đời trước của chúng ta. Tại sao không phải là việc phước đức chứ? Ngàn vạn năm nay, chúng ta thường nhìn thấy và chỉ trích tội lỗi của người khác. Cần phải có kinh điển và học giả giúp họ rửa sạch tội lỗi. Như việc chúng ta cúng tế và hiến tế chẳng hạn. Nhưng ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Thưa bậc trí giả, chúng con làm sao để được quy y với ngài đây? Chỉ cần gìn giữ các hạnh trong sạch, giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Pháp môn của ta rất đơn giản nhưng vô cùng vững chắc. Những điều ngài nói, hàng bình dân như chúng con đều có thể hiểu được. Vậy con và chồng của con có thể làm đệ tử của ngài chăng? Xưa nay ta chưa ép buộc bất kỳ ai phải xa lìa đời sống thế tục này. Gia Sa tự nguyện theo ta xuất gia. Riêng quý vị hãy cứ tiếp tục cuộc sống như trước đây, nhưng vẫn có thể làm đệ tử của ta. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ!
ngoan lắm. Mẹ ơi, mẹ có biết không, bác Devadatta đã nói với thầy của con rồi. Sau này, mỗi ngày, bác ấy sẽ dạy cho con cưỡi ngựa đó mẹ. Bây giờ, con sẽ đi nói cho mọi người biết chuyện này nha mẹ. Rahula. Ông nội ơi, ông nội. Nào, ăn chút bánh ngọt đi. Vì sự trở về của Siddhartha. Anh cũng hào hứng như vậy sao? Lẽ ra anh nên lo lắng mới đúng chứ. Vì sao? Vì sao ta phải lo lắng chứ? 6 năm qua ta có giây phút nào không mong ngóng đến ngày hôm nay đâu. Cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến điều này rồi. Phu nhân Yasodhara, Siddhartha sắp trở về. Em có cảm tưởng ra sao? Hả? Anh có ý gì đây hả? Ôi, thật tội nghiệp cho Yasodhara. Đợi chờ bao nhiêu năm, bỏ hết cả tuổi xuân, vậy mà đáp lại sự chờ đợi đó không phải là một đấng phu quân, mà là một người tu. Tuy rằng chúng tôi không chung sống bên nhau, nhưng lòng chúng tôi chưa hề xa cách. Loại người như anh không bao giờ có thể hiểu được điều này đâu. Thật tội nghiệp Yasodhara, em phải sống đời quá phụ như vậy, trong khi tình yêu chân thành luôn ở bên cạnh em đây.